Golf PS600 và BMW M3 đổi màu, BMW Audi đổi màu. Sạc Vin. Sạc xong xong. Lên một combo bao gồm là một PS600 vòng BMW M3 đổi màu và kèm theo đó là một bộ BMW Audi đổi màu trên Mỹ anh em nha. Nếu quý anh em mà xa, mình sẽ làm sẵn trong chóa để anh em về cắm dắt tất cả là đều như zin nha anh em nha. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em đổi màu trong mắt quỷ cũng như là cái phần mí này nha. Thì đầu tiên đối với phần mắt quỷ á, thì anh em đã áp giúp mình. Đây, là app này đây. Rồi, anh em vào app, bật Bluetooth với lại vị trí giúp mình nha. Đây, mình đã bật sẵn rồi này. Nó sẽ tự động kết nối cho anh em. Khi đã tự kết nối rồi thì anh em có thể đổi tùy màu anh em thích. Đây. Rất là nhiều màu luôn. Còn lại anh em chỉnh trên đây cho mình. Chỉnh trên cái công cụ này để phối theo cái màu mà anh em muốn. Đó. Còn lại anh không thích thì anh em tắt đi nha. Đây, tắt rồi này. Bật này. Đó. Còn anh không thích để một màu anh em thích để nhảy kiểu thì mình sang mình kiểu này. Đây, sẽ để một kiểu. Đây. Nhảy này. Nó sẽ nhảy theo cái kiểu mà anh em muốn chọn nha. Đó. Rồi. Rất là đẹp luôn. Rồi. Về phần để mi chạy trên đây thì mình tải app i8 này. Đây là app này đây. Rồi, cũng tương tự app kia là bật Bluetooth rồi vị trí nha. Thì khi vào app là app sẽ tự động kết nối cho mình nha. Rồi, vào phần WinX này. Demi V2 này. Rồi. Đã tự động kết nối anh em nha. Đây. Anh em có thể đổi màu nào cũng có hết. Tất cả các màu. Có thể đổi thêm công cụ này luôn. Rồi một điều nữa rất là hay ở cái mí này thì anh em có thể đổi mỗi bên một màu cho mình. Đó, đặt ở bên đây này. Anh em thấy không? Đó, đổi mỗi bên một màu. Hoặc là đổi hai bên này thì anh em vút ra giữa cho mình là được. Rồi. Anh em còn thích để một màu mà thích nó nhảy nhiều màu hơn gọi là hiệu ứng á thì anh em chọn sang đây giúp mình này. Đây là hiệu ứng đầu tiên, hiệu ứng số 1 là hiệu ứng để auto tất cả các màu luôn nha. Đó, chỉnh nhanh chậm thì nằm ở đây cho mình. Nhanh chậm này. Có tất cả là 9 hiệu ứng cho anh em chọn nha. 9 hiệu ứng tất cả. Rồi, đây là hiệu ứng số 2. Nó sẽ vuốt một màu mà anh em thích này. Rồi, tiếp theo là hiệu ứng số 3 này. Là hiệu ứng nhảy polis nha. Đó, để chậm này. Rồi, hiệu ứng số 4. Rồi, những hiệu ứng còn lại này. Rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Rồi. Về phần xi nhan của Demi này thì mình sẽ có 3 sự lựa chọn cho anh em. Đây, đây đầu tiên này là vuốt. Đây anh em thấy không? Còn anh không thích vuốt mà thích đây là vừa chớp vừa vuốt này. Đó, còn anh muốn nháy mà như xi nhan zin này thì chọn hướng số 3 cho mình. Đó, nháy này. Bên này cũng vậy này. Anh có thể đổi màu. Đổi màu xi nhan tùy ý anh em muốn nha. Đây mình đã màu cam cũng được này. Đó. Là vuốt này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để bật bi cầu nha. Rồi, đối với bi cầu này thì mình đã làm một bộ mạch trong đây, tất cả cắm như zin hết. Và kèm theo đó là một công tắc passing SH chính hãng. Là khi anh em muốn bật bi cầu thì anh em nhấn nút passing một lần cho mình. Đây, bật bi cầu này, nhấn một lần bật này. Một lần tắt này. Một lần để bật này. Một lần để tắt này. Đó, bật lên này. Cốt để lên là pha, đúng là cốt này. Đầy đủ hết, có báo pha đầy đủ luôn nha. Vậy anh em muốn bật đèn zin, anh em nhấn passing hai lần giúp mình nha. Đây, cốt pha đầy đủ này. Rồi, nhấn hai lần tắt. Nhấn hai lần để bật. Hai lần tắt này.
đè giữa đô passing là auto passing này, đè giữa auto passing này, rồi để bật kết hợp đèn bi cầu và đèn zin, thì anh em nhấn đây một lần để bật bi cầu và nhấn thêm hai lần nữa để bật đèn zin bên cạnh, hút pha lên chung hai luôn này, rồi nhấn giữa auto passing đèn zin này, rồi nhấn một lần để tắt bi cầu này, nhấn hai lần tắt đèn zin này, ok, nhấn giữa auto passing này. Vậy là mình đã giới thiệu xong siêu phẩm một quả Kenzo S600, kèm theo đó là một bộ đề mi. Có mất cửa đổi màu lên cho con Win V3 nha anh em nha. Năm nào có nhu cầu thì vé trực tiếp 150 Hoàng Thám thành phố Buôn Ma Thuột, hoặc là liên hệ với số hotline mình để ngay trên phần mô tả video trên đây nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.